là sao mất tiêu rồi cả. À, mình đi vòng vòng mà đi tới nhà ổng rồi mà mình còn lẩm bẩm. Ủa phải nhà ổng ta? Hay đi lộn nhà kêu quả của ai vậy? Nó đó, nhà ông Cường đó. Ủa? Nhà ổng ở đây, ông đi đâu sau lưng tôi vậy? Ủa lãng gì trời, nhà tôi không được đi hết trời. Nhà ổng không muốn đi đường nào ổng đi. Qua đây chi đây? Nó đi chợ. Sẵn nhớ trong đầu á, là cái hôm bữa ông nói với tôi á, là cái ruộng lúa mà nó sắp trổ bông á, thì cái cách nào để cho giúp cái cây lúa nó trổ bông, nó trổ hạt từ đầu cho đến ngọn ngon lành luôn. À cái vụ, cái bông lúa nói chung là cái thời gian mà trổ vậy thì nó khoảng một tuần. Gì cũng phải từ từ, có thời gian chứ. Thấy chị dục tóc bất đạt nha, chị muốn cái gì cũng ào ào nhanh gọn lẹ là không có được đâu. Không được, phải bình tĩnh từ từ. Không được, tôi không có thích cái gì mà chậm chạp chờ lâu đó. Trời ơi, nó trổ là phải vừa phun thuốc, bón thuốc vô cái trổ liền. Đâu ra cho chị, mới cho thời gian nó ngấm thuốc rồi nó mới phát triển lên, nó mới trổ chứ. Thôi, tôi thấy anh nói chuyện nãy giờ là tôi thấy anh quên cái khúc đó phải không? Quên cho được, quên. Quên cái khúc đó phải không? Đó là tại chị. Không phải quên đâu, không phải quên đâu, nghe. Ông Cường nói là chính xác lắm. Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Thì bên nhà tôi nghe mọi người đang gom sùm, nó chạy qua nhà có sát bên không à? Tôi muốn á là cái bông lúa ở ruộng tôi á nó trổ ra hết nguyên một lọt. Đó, ông nghe con bị vô lý không? Tôi thí dụ tới con gà đi. Vậy đi. Con gà bây giờ con gà có bầu. Không lẽ vừa có bầu xong con gà đẻ trứng liền? Con gà nó qua thời gian rồi nó ấp mới đẻ ra cái trứng đúng không? Bông cũng vậy thôi. Thì sao? Bông cũng phải có thời gian để cho người ta thụ phấn. Thụ phấn rồi nó mới ra hạt. Bây giờ tôi không cần biết gì đó, bây giờ tới cái giai đoạn mà thụ phấn, thụ bông gì đó ha, là làm sao mà nhanh gọn lẹ trong cái thời tiết mưa bão này cho tôi. Thì đương nhiên rồi, cái này là ai mà không muốn như vậy. Trong cái thời tiết mà mưa bão này thì ai cũng muốn cái cây lúa của mình là phải trổ nhanh, không có để cho nó trổ lay ra vậy được. Đúng rồi, thì trổ nhanh thì mới phòng bệnh dễ. Đúng. Rồi rồi, coi như hiểu cái khúc rồi đó. Rồi bây giờ khi mà nó trổ ra rồi nè, mấy ông chỉ về cho tôi coi làm sao mà nó phải chắc tới cậy cho tôi á, tôi mới chịu. Trời ơi, bà hỏi câu này là xác đáng nè. Tất cả phải chuẩn bị trước khi trổ, chứ để nó trổ rồi là khỏi chuẩn bị nữa. Ủa, chuẩn bị sớm dữ vậy đó? Đương nhiên rồi. Chuẩn bị sao? Tức là bây giờ hình dung, để cho bà dễ hình dung nè. Cái bông là giống nè. Hai bông lửa. Rồi, cái nguyên tắc của nó là hoa sẽ chín từ ngoài vô trong. Đúng. Cho nên mình phải cung cấp đủ dinh dưỡng thì nó sẽ trổ đều từ ngoài vô trong, ta gọi là chắc tới cậy. Đó. Chứ bây giờ ví dụ nó chín nửa chừng tới đây nó hết dinh dưỡng thì phần dưới thì sao, nó không có dinh dưỡng nữa thì nó bị lép. Nên cho nên là phải làm trước khi nó trổ thì đó nó đầy đủ dinh dưỡng thì nó mới chín đều nguyên cây đó. Bởi vậy á, người nông dân mình á hay bị lẫn lộn cái khúc này, có nghĩa là đợi tới là cái bông lúa nó trổ tới đâu thì cung cấp dinh dưỡng tới đó là sai. Đúng rồi, phải chuẩn bị từ trước, trước khi đó đó. Rồi hiểu rồi, hiểu. Công nhận mấy ông là những người nông dân gọi là rất là sâu sắc và nghiên cứu cây lúa rất là kỹ đó. Thì đúng rồi, phải có người này người kia, có người am hiểu chia sẻ lại cho những người mà có nghĩa là không nhớ kỹ như tôi, đúng không? Thôi vậy nha, cảm ơn hai ông bạn già, thôi về nha. Thời gian trổ bông dài hay ngắn là tùy theo giống, rồi tùy theo điều kiện môi trường, dinh dưỡng và độ đồng đều trên ruộng lúa. Những giống lúa ngắn ngày á thường sẽ trổ nhanh hơn, trung bình á là từ 5 cho đến 7 ngày. Còn những giống lúa dài ngày á có khi trổ kéo dài là từ 10 đến 14 ngày. Thời gian mà trổ càng ngắn và lúa trổ càng đồng đều trên ruộng á thì càng tránh được thiệt hại do tác động xấu của môi trường như là gió, mưa, nhiệt độ, nhất là trong vụ hè thu này. Do đó khi hiểu rõ được thời gian lúa trổ bông là bao lâu thì bà con mình á mới áp dụng được đúng thời điểm phun thuốc để mà phòng trừ những loại bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như bệnh lép hạt một cách hiệu quả. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Nhanh tay mua bùm hết, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SE và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nhanh tay mua bùm hết, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi Future đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Khi bà con mua HEP 400SE và Bumcoin 40SE sẽ có cơ hội trúng 9 giải nhất, mỗi giải 2 xe Future, 19 giải nhì, mỗi giải là một xe quay RSX FE, 79.999 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gói Atomic 3 kích. Cào HEP ngay thôi, chúng tôi Future. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên dương.